Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối nay ngày 30 tháng 1 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Nhân chuyến thăm làm việc tại tỉnh Điện Biên, ngài Olivier Bergosse, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam đã tới chào xã giao lãnh đạo tỉnh Điện Biên. Thiếu tướng Trần Anh Du, Phó Tư lệnh Quân khu 2 cùng đoàn công tác thăm chúc Tết tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn. Chương trình Xuân Chiến sĩ ấm tình đồng đội do Công an tỉnh tổ chức là hoạt động nhằm đem lại không khí ngày Tết đầm ấm đến với mỗi cán bộ chiến sĩ, nhất là lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, nhân chuyến thăm làm việc tại tỉnh Điện Biên, chiều nay, ngài Olivier Bergosse, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam, đã tới chào xã giao các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Vừa A Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, giới thiệu với ngài Olivier Bergosse tổng quan về thế mạnh, tiềm năng phát triển của tỉnh trên các lĩnh vực, đặc biệt là nông nghiệp, văn hóa, du lịch. Đồng chí cũng phấn khởi chia sẻ, cùng với cả nước, tỉnh Điện Biên đang không ngừng phát triển với nhiều công trình dự án trọng điểm được đầu tư xây dựng, đời sống người dân từng bước được nâng lên. Hiện nay, nước Cộng hòa Pháp đã đầu tư dự án quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm tại tỉnh từ nguồn vốn ODA của Cơ quan Phát triển Pháp. Thời gian tới, tỉnh Điện Biên mong muốn ngài đại sứ sẽ tiếp tục thúc đẩy hoạt động kết nối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp tại Pháp vào nghiên cứu, khảo sát và đầu tư, đồng thời quan tâm ủng hộ, hỗ trợ đầu tư dự án quản lý tổng hợp nguồn nước nhằm phục vụ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Bày tỏ sự trân trọng, cảm kích khi được lãnh đạo tỉnh Điện Biên, các sở ngành tiếp đón trọng thị, chu đáo. Ngài Olivier Bergosse khẳng định, ngay sau khi nhận chức đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam vào năm 2023, ngài đã dành ưu tiên sắp xếp chuyến thăm Điện Biên, đồng thời thúc đẩy các hoạt động hợp tác hữu nghị trên các lĩnh vực giữa nước Cộng hòa Pháp với tỉnh Điện Biên. Với những nền tảng hợp tác sẵn có giữa tỉnh Điện Biên và nước Cộng hòa Pháp, ngài đại sứ nhấn mạnh và tin tưởng những triển vọng đầu tư hợp tác phát triển trong tương lai, đặc biệt là các lĩnh vực hai bên có lợi thế. Tiếp tục chuyến thăm làm việc tại tỉnh Điện Biên, chiều nay, đoàn công tác đại sứ quán Pháp tại Việt Nam do ngài Olivier Bergosse, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên. Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh Điện Biên có đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở ngành tỉnh. Tại buổi làm việc, tỉnh Điện Biên đã trao đổi về tình hình hợp tác giữa tỉnh Điện Biên với các đối tác Pháp. Theo đó, hiện nay, tỉnh Điện Biên đang triển khai dự án quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm, sử dụng nguồn vốn ODA của Cơ quan Phát triển Pháp nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội. Tổng mức đầu tư là hơn 981 tỷ đồng. Dự án hiện đang thi công 5/7 gói thầu xây lắp. Về cơ bản, các nội dung hạng mục dự án đang được tỉnh triển khai đáp ứng đúng tiến độ, chất lượng. Đối với nội dung giao lưu giữa trường trung học Kraun của Pháp với trường trung học phổ thông Lương Thế Vinh tỉnh Điện Biên, các nội dung giao lưu sẽ bao gồm trao đổi chia sẻ thông tin về hoạt động giáo dục giữa hai trường, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao giữa học sinh, tổ chức các hoạt động trải nghiệm tham quan di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Với nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Điện Biên và các cơ quan tổ chức của Pháp, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn ngài đại sứ tiếp tục quan tâm xem xét đầu tư dự án quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm giai đoạn 2 thông qua Cơ quan Phát triển Pháp, sớm tài trợ hệ thống chiếu sáng cho cầu Mường Thanh, sớm xem xét tài trợ hệ thống chiếu sáng cho cầu A1 với tổng kinh phí dự kiến 4,7 tỷ đồng, đồng thời tiếp tục thúc đẩy triển khai các dự án đầu tư khác trong tương lai. Ngài Olivier Bergosse cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của tỉnh Điện Biên dành cho đoàn. Trao đổi tại buổi làm việc, ngài đại sứ nhấn mạnh, nước Cộng hòa Pháp và tỉnh Điện Biên có chung nhiều mối quan tâm trong lịch sử, cũng như luôn giữ mối quan hệ hữu nghị, hợp tác cùng phát triển trong cả hiện tại và tương lai. Mong muốn những tiềm năng lợi thế tiếp tục được phát huy, ngài đại sứ sẽ sớm đề xuất việc triển khai thực hiện các dự án cũng như những nội dung lãnh đạo tỉnh Điện Biên đã đề cập tại buổi làm việc. Đồng thời tin tưởng quan hệ trao đổi hợp tác trên các ngành lĩnh vực giữa hai bên sẽ ngày càng nhiều hơn trong thời gian tới. Chiều qua, Thiếu tướng Trần Anh Du,
Phó Tư lệnh Quân khu 2 cùng đoàn công tác đã đến thăm chúc Tết Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn. Đón tiếp đoàn có đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu 2 cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự tạo điều kiện của các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân các dân tộc đã tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn nói chung và các đơn vị thuộc Quân khu 2 quản lý trực tiếp nói riêng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu chúc mừng năm mới đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh năm mới sức khỏe, gia đình hạnh phúc, tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị vũ trang và nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trên hướng Tây của quân khu. Thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trung đoàn 82, Sư đoàn 355, Kho K79. Sau khi nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo kết quả đạt được trong năm qua, đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu 2 nhấn mạnh, thời gian tới có nhiều sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn như kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Do vậy, ngoài nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, cán bộ chiến sĩ các đơn vị, lực lượng vũ trang tỉnh phải làm tốt công tác dân vận, công tác hậu phương quân đội, giúp bà con nhân dân từng bước phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần giữ vững và xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc, xây dựng quân đội hùng mạnh, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Hôm nay, Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố. Thực hiện quyết định số 1950 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc tổ chức lại Trung tâm Quản lý đất đai các huyện, thị xã, thành phố và Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Trung tâm được thành lập nhằm khắc phục những hạn chế tồn tại về mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động trước đây để nâng cao hiệu quả quản lý công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất trên địa bàn thành phố. Trung tâm có chức năng tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất, thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Đồng thời với việc đầu tư xây dựng và phát triển quỹ nhà đất tái định cư, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai. Về cơ cấu, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố có 24 biên chế và 3 tổ chuyên môn. Sáng nay, Công ty Xăng dầu Điện Biên tổ chức tổng kết công tác năm 2023 và Hội nghị Người lao động 2024. Năm 2023, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, giá dầu thế giới biến động bất thường, nguồn cung cấp xăng dầu không ổn định, thị trường ngày càng có sự cạnh tranh gay gắt. Song cán bộ, đảng viên và người lao động công ty đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đoàn kết hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh. Tổng sản lượng xăng dầu xuất bán đạt gần 74.800 mét khối, đạt bằng 112% so với cùng kỳ năm 2022. Ga hóa lỏng ước đạt hơn 840 tấn, tổng doanh thu đạt trên 1.430 tỷ đồng, đạt 150% kế hoạch. Công tác tài chính kế toán đảm bảo hiệu quả minh bạch. Bên cạnh kinh doanh hiệu quả, công ty đã tích cực tham gia vào công tác an sinh xã hội, thực hiện các chương trình hỗ trợ người nghèo, xã nghèo với tổng số tiền trị giá gần 900 triệu đồng. Năm 2024, công ty tiếp tục triển khai các giải pháp phát triển kênh bán lẻ, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ. Nhân dịp này, Công ty Xăng dầu Điện Biên cũng đã tổ chức ký kết thỏa ước lao động tập thể. Công đoàn Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã trao hỗ trợ quà Tết Giáp Thìn 2024 cho đoàn viên người lao động Công ty Xăng dầu Điện Biên trị giá 50 triệu đồng. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh cũng trao quà Tết cho đoàn viên người lao động Công ty Xăng dầu Điện Biên. Nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên đã tổ chức thăm tặng quà cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, 3 đơn vị trường học và 59 hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn xã Mường Thín, huyện Tuần Giáo. Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã động viên thăm hỏi, tổ chức trao quà cho cấp ủy chính quyền và 3 đơn vị trường học trên địa bàn xã Mường Thín. Trao quà của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Công đoàn Đài cho 9 hộ gia đình, trị giá mỗi suất 500.000 đồng. Trao 50 suất quà gồm chăn ấm và nhu yếu phẩm cho 50 hộ nghèo gia đình chính sách. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng. Chương trình Xuân Yêu Thương do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên kết nối với nhóm nuôi em Hoài Nguyễn và các mạnh thường quân kêu gọi nhằm hỗ trợ phần nào khó khăn cho người dân vùng sâu, vùng xa khi Tết đến xuân về, đồng thời động viên các gia đình có thêm động lực vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Hôm nay, đoàn công tác của Công an tỉnh cũng đã tới thăm chúc Tết các gia đình chính sách, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã nghỉ chế độ và một số đơn vị trên địa bàn huyện Tổ Chùa. Đoàn đã tới thăm tặng quà chúc Tết các gia đình chính sách, thương bệnh binh, người có công với cách mạng. Ông Giàng A Lử, thương binh 27% tại xã Xín Trải, huyện Tổ Chùa. Ông Sùng A Vang, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ông Nguyễn Trọng Nghiêu, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 62%. Ông Hà Minh Hiển, chiến sĩ Điện Biên Phủ và ông Quảng Văn Pể, thương binh 21%. Đoàn cũng đã đến thăm và chúc Tết tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế huyện, Ban chỉ huy quân sự và Công an huyện Tổ Chùa. Tại các điểm tới thăm và tặng quà Tết, đoàn đã hỏi thăm sức khỏe, động viên các gia đình chính sách, thương bệnh binh, người có công với cách mạng luôn là tấm gương sáng để con cháu trong gia đình cũng như cộng đồng nói theo. Cũng trong ngày 30 tháng 1, Liên đoàn Lao động thành phố Điện Biên Phủ đã tổ chức chương trình trao tặng quà cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với chủ đề Tết sum vầy xuân chia sẻ, Xuân Giáp Thìn 2024. Liên đoàn Lao động thành phố tặng 240 suất quà trị giá mỗi suất 500.000 đồng cho các đoàn viên, công nhân viên chức người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang sinh hoạt tại các công đoàn cơ sở trực thuộc các cấp công đoàn thành phố. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên người lao động, kịp thời động viên người lao động nhân dịp Tết đến xuân về. Sáng nay, Ban chỉ huy quân sự huyện Nậm Pồ phối hợp với Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Phìn Hồ tổ chức chương trình Xuân biên cương đoàn kết, Tết thắm tình quân dân nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Tại chương trình, các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách bản Đề Pua đã đón nhận 60 suất quà của huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện cùng các cơ quan đoàn thể. Đặc biệt nhân dịp này, chiến sĩ Ban chỉ huy quân sự huyện đã tổ chức gói 250 chiếc bánh chưng tặng cho hơn 90 hộ gia đình của bản. Chương trình đã thể hiện nét đẹp truyền thống tinh thần tương thân tương ái của dân tộc, thiết thực hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, tạo không khí vui tươi phấn khởi, đón xuân mới đầm ấm, hạnh phúc. Thưa quý vị, ngày 29 tháng 1, gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ, công đoàn viên thuộc các khối của Công an tỉnh và cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Bắc, Bộ Công an đã hào hứng tham gia chương trình Xuân Chiến Sĩ Ấm Tình Đồng Đội. Đây là hoạt động nhằm đem lại không khí ngày Tết đầm ấm đến với mỗi cán bộ, chiến sĩ, nhất là lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Chương trình gồm chuỗi các hoạt động và phần thi như gói bánh chưng, giã bánh dày, thi mâm cơm ngày Tết, hoạt động thể thao, trang trí không gian Tết và trình diễn văn nghệ. Đối với chương trình năm 2024 thì chúng tôi đã tổ chức thêm nhiều hoạt động so với các năm trước. Ngoài những hoạt động truyền thống như là thi gói bánh chưng, giã bánh dày, các hoạt động giao lưu văn nghệ, đốt lửa trại, thì năm nay chúng tôi đã có thêm một hoạt động điểm nhấn mới, đó chính là thi nấu mâm cơm ngày Tết và triển lãm trưng bày không gian Tết. Và đối với những hoạt động này thì chúng tôi mong muốn mang đến cho cán bộ chiến sĩ một không khí đầm ấm, vui tươi khi Tết đến xuân về và động viên các cán bộ chiến sĩ tham gia ứng trực chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán 2024. 7 đội tham dự đến từ các khối thuộc Công an tỉnh và Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Bộ Công an đã cùng tranh tài ở các nội dung gói bánh chưng, giã bánh dày, không gian trưng bày Tết xưa và mâm cơm ngày Tết với tiêu chí đúng thời gian quy định, có tính thẩm mỹ, chất lượng bánh tốt và trình bày đẹp. Hoạt động Xuân Chiến Sĩ do Công an tỉnh tổ chức vô cùng ý nghĩa. Thì thông qua hoạt động này ôn lại truyền thống của người dân tộc Việt Nam. Sau khi kết thúc chương trình thì chúng tôi sẽ tặng những chiếc bánh đến cho những người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và xóm Tại Thận. Sau khi kết thúc chương trình thì chúng tôi lại thực hiện nhiệm vụ ứng trực đảm bảo quân số sẵn sàng chiến đấu để đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình Tết Nguyên đán. Đây là năm đầu tiên mà tôi được tham gia chương trình Xuân Chiến Sĩ Ấm Tình Đồng Đội. Và cái thời điểm này là cái thời điểm Tết Nguyên đán mà toàn lực lượng Công an tỉnh Điện Biên đang ra quân để tổ chức tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Và được sự quan tâm của Đảng ủy Ban Giám đốc cũng như là Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức chương trình Xuân Chiến Sĩ Ấm Tình Đồng Đội cho chúng tôi được tham gia vào cái không gian Tết xưa để cho mỗi cán bộ chiến sĩ chúng tôi ngoài cái công việc chuyên môn còn được thực hiện các cái hoạt động phong trào cũng như là thông qua những cái hoạt động này để cho mỗi cán bộ chiến sĩ được gìn giữ những cái nét văn hóa truyền thống của Tết Việt. Trong khuôn khổ chương trình Xuân Chiến Sĩ Ấm Tình Đồng Đội, Đảng ủy, Ban Giám đốc và Công đoàn Công an Điện Biên còn trao 40 suất quà để sẻ chia động viên đội ngũ chiến sĩ làm nghĩa vụ công an nhân dân không về nhà đón Tết cùng với gia đình và đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn tại các đơn vị. Những hoạt động văn hóa, thể thao vui tươi ý nghĩa đã góp phần tạo động lực, thúc đẩy mỗi cá nhân, cán bộ chiến sĩ, hội viên, các đoàn thể yên tâm công tác,
khắc phục khó khăn trong tham gia bảo vệ, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo an toàn dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Chương trình tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ngày 30 tháng 1, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Điện Biên tổ chức lễ đón 113 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự xuất ngũ trở về địa phương. Tại buổi lễ, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Điện Biên đã biểu dương những thành tích của các quân nhân đạt được trong thời gian rèn luyện công tác học tập trong môi trường quân đội, đồng thời mong muốn sau khi xuất ngũ trở về địa phương, các quân nhân tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tích cực gương mẫu đi đầu trong các hoạt động phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xây dựng huyện Điện Biên ngày càng phát triển. Sau khi tổ chức giao nhận giữa ba cấp là đơn vị giao quân, huyện và xã đảm bảo đủ số lượng, 100% quân nhân xuất ngũ đã đăng ký vào ngạch dự bị để sắp xếp vào các đơn vị dự bị động viên. Sáng ngày 30 tháng 1, huyện Mường Ảng tổ chức lễ đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương năm 2024. Trong 2 năm tại ngũ, 76 quân nhân đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, có nhiều đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhiều đồng chí được cử đi học chuyên nghiệp, các lớp đào tạo cán bộ tiểu, khẩu đội trưởng và sĩ quan dự bị. Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Mường Ảng đã biểu dương tinh thần trách nhiệm của các quân nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian rèn luyện công tác học tập ở môi trường quân đội, đồng thời động viên các quân nhân sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, không ngừng học tập nâng cao trình độ nhận thức về mọi mặt, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Nhân dịp này, huyện Mường Ảng đã trao quà và gửi lời chúc Tết tới các quân nhân xuất ngũ và gia đình nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Hôm nay, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nậm Pồ cũng đã tổ chức đón nhận 75 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nậm Pồ đã chúc mừng các quân nhân xuất ngũ trở về địa phương, ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực tiến bộ trưởng thành về mọi mặt của các chiến sĩ trong thời gian rèn luyện, công tác, học tập trong môi trường quân đội. Mong muốn các quân nhân khi trở về địa phương tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, hăng hái lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, tham gia xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh. Sáng ngày 30 tháng 1, huyện Điện Biên Đông cũng đã tổ chức lễ đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Trong đợt này, huyện Điện Biên Đông đón nhận 72 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Tại buổi đón nhận, lãnh đạo huyện Điện Biên Đông đã biểu dương các quân nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, mong rằng sau khi trở về địa phương, các quân nhân xuất ngũ sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng quê hương, luôn sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ khi Tổ quốc cần. Nhân dịp này, huyện Điện Biên Đông cũng đã tặng quà Tết cho các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương. Thưa quý vị, nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để người dân vui xuân đón Tết an toàn, Công an huyện Mường Nhé đang thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân 2024. Nhận định dịp cuối năm, nhất là thời điểm giáp Tết Nguyên đán, tình hình hoạt động của các loại tội phạm có chiều hướng diễn biến phức tạp. Cán bộ chiến sĩ Công an xã Mường Nhé không quản ngày đêm tăng cường bám nắm địa bàn, tuần tra kiểm soát, trong đó tập trung vào các khu vực đông dân cư, các quán karaoke, quán ăn dịch vụ. Trong thời gian này, lực lượng công an cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cảnh báo phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Công an xã về Ủy ban nhân dân xã tổ chức để tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm, cũng như tuyên truyền cái đề án 06. Trong cái thực hiện thì cũng có những cái khó khăn. Địa bàn xã Mường Nhé là có nhiều bản xa vào trung tâm. Thực hiện cao điểm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán 2024, đội cảnh sát giao thông công an huyện cũng tăng cường công tác đảm bảo trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời tuyên truyền hướng dẫn người dân chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ. Tháng 1 năm 2024, công an huyện Mường Nhé đã tiến hành kiểm tra và xử lý lập biên bản 68 trường hợp vi phạm, trong đó có 26 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 180 triệu đồng. Để thực hiện cái kế hoạch phân công bố trí lực lượng phương tiện đảm bảo thực hiện cái kế hoạch cao điểm này. Thứ nhất là đảm bảo về hậu cần, cao tốc hậu cần, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ để thực hiện cái kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong cái dịch cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và các lễ hội đầu xuân, làm sao nó đạt những cái hiệu quả cao nhất. Sau khi tham gia giao thông thì mình không uống rượu bia, mà đã uống là không điều khiển phương tiện giao thông. Đường giao thông thì cũng là một cách giải pháp để anh em đỡ vi phạm.
cái vấn đề là để tránh xảy ra tai nạn giao thông, về vấn đề là uống rượu say đi xe. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội dịp Tết, Công an huyện Mường Nhé đã chỉ đạo công an các xã, các đơn vị tăng cường đấu tranh, tấn công chấn áp quyết liệt các loại tội phạm, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên. Trong đó tập trung chấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến buôn bán trái phép pháo nổ, ma túy, cố ý gây thương tích, cờ bạc, gây rối trật tự công cộng. Đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, một là chúng tôi đã tham mưu cho huyện ủy, ủy ban nhân huyện văn bản chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị trong cái việc mà nắm tình hình, phối hợp giải quyết các vụ việc an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Thứ hai là công an huyện đang triển khai cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo vệ Tết, thời gian là từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến ngày 29 tháng 2 năm 2024, thì chúng tôi huy động tối đa lực lượng phối hợp với các ban ngành đoàn thể và đặc biệt là lực lượng công an xã triển khai trong công tác nắm tình hình, tập trung đấu tranh với các loại tội phạm quản lý nhân hộ khẩu, quản lý vũ khí và đồ nổ, công cụ hỗ trợ và pháo để triển khai các giải pháp để đảm bảo cho người dân có một cái Tết là vui tươi, lành mạnh và an toàn. Với tinh thần quyết tâm cao, không để bị động bất ngờ, Công an huyện Mường Nhé đã quyết liệt huy động lực lượng, triển khai đồng bộ có hiệu quả các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, tạo điều kiện cho người dân vui xuân đón Tết an toàn. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình qua địa chỉ trang web dienbientv.vn hoặc kênh YouTube Đài Truyền hình Điện Biên. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.